Cơ quan hàng không dân dụng Iran cho biết, các nhà điều tra đã phát hiện thấy dấu hiệu của hai tên lửa đất đối không TOR-M1 bắn trúng chiếc máy bay. Sau đó, máy bay đã mất liên lạc hoàn toàn với trung tâm kiểm soát không lưu ở độ cao gần 2.500m. Báo cáo cũng xác nhận thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, trong đó bao gồm đoạn video cho thấy hai vật thể bắn vào máy bay xấu số. Hiện tiến trình điều tra đang tập trung vào việc đánh giá tác động của vụ phóng tên lửa trong vụ tai nạn. Cơ quan hàng không dân dụng Iran cũng cho biết chưa nhận được phản hồi tích cực nào từ phía Pháp và Mỹ sau khi đề nghị các nước này hỗ trợ về kỹ thuật để giải mã các hộp đen của chiếc máy bay xấu số. Trước đó, ngày 11 tháng 1, quân đội Iran thừa nhận đã bắn máy bay chở khách của Ukraine do nhầm chiếc máy bay này là một tên lửa hành trình nên sử dụng tên lửa tầm ngắn để bắn hạ và khiến toàn bộ 176 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.